Thưa quý vị khán giả, sáng ngày 16 tháng 11 vừa qua, Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thuộc hệ thống công đoàn thành phố năm 2023 tại Cung Văn hóa Lao động thành phố. Đây là dịp để nâng cao hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Chương trình tập huấn gồm 2 lớp. Lớp thứ nhất diễn ra cả ngày 16 tháng 11 tại Cung Văn hóa Lao động thành phố với sự tham dự của khoảng 150 học viên thuộc Liên đoàn Lao động quận, huyện, công đoàn ngành sở, khối, tổng công ty và các công đoàn cơ sở trực thuộc. Nội dung tập huấn về công tác tuyên truyền, cổ động thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn thành phố, nghiệp vụ cổ động trực quan, phục vụ tuyên truyền cổ động đường phố, trang trí lễ meeting, lễ kỷ niệm, hội nghị, hội thảo, kỹ năng biên tập, tài liệu tuyên truyền. Bên cạnh đó, cán bộ tham gia lớp tập huấn còn được phổ biến cách thức tổ chức hoạt động văn nghệ quần chúng, các hoạt động vui chơi giải trí tại cơ sở. Nội dung của tập huấn nhằm để nâng cao cái kỹ năng, nghiệp vụ, những kiến thức cần thiết về tổ chức các hoạt động phong trào, các hoạt động của nhà văn hóa lao động tại các cái cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thông qua cái buổi tập huấn này thì sẽ trang bị thêm những nội dung, những kiến thức cần thiết cho đội ngũ cán bộ công đoàn chính trách của thành phố, như là cách thức để mà tổ chức các hoạt động, các cái hội diễn văn hóa và nghệ thể dục thể thao phong trào quần chúng tại cơ sở. Lớp thứ hai diễn ra vào sáng 17 tháng 11 tại Nhà văn hóa lao động quận 8 với sự tham gia của 54 cán bộ nhân viên Nhà văn hóa lao động. Nội dung tập huấn về xây dựng, điều hành và tổ chức hoạt động câu lạc bộ, đội, nhóm, các lớp nghiệp vụ năng khiếu, hoạt động văn nghệ quần chúng, các hoạt động vui chơi giải trí tại cơ sở.